cho mọi người coi. Hoàng Châu Cách Cách mà phiên bản môi chề đây. Cái mỏ rất là chề nha quý vị. Cái nón ghiền, cái áo ghiền. Áo là của con vui ngày xưa, bây giờ con vẽ bận lại. Nhưng mà nó sắp không vừa rồi. Cái đó tranh thủ bận vô rồi đổi cái nón vô chụp hình luôn. Mà tôi không ngờ cái nón với bộ đồ quá trời hợp với nhau luôn. Đỏ đen với đỏ đen. Nhưng mà cái nón này nha, nhiều con mèo nó không chịu đổi đâu. Nó dởm lắm bà con. Lấy cái tay khều xuống người ta là gớt liền. Để cho nó không khều xuống là phải dùng cái cây nhữ nhữ như nè cho nó quên đi. Chứ để nó tập trung cái gì đó lên đầu nó khều một cái là gớt liền. Quý vị thấy nồi vẽ bận bộ đồ này có hợp không? Cái mặt rất là bố láo. Ngáo nhìn vẽ hôm nay thấy ngộ quá. Bước ra giờ kêu có vài tiếng thôi là con vẽ muốn nhào lại liền. Quý vị thấy chưa? Bận bộ đồ rất là dướng díu. Thêm cái nón nữa mà vẫn tranh thủ thời gian đi cà khịa người ta. Bây giờ nó quên rồi đó. Nó không biết nó đang đổi cái nón đâu. Đang gình coi được con nhỏ này bằng cách nào. Quá trời. Có người comment nói đúng đó. Con vẽ này lớn lên nó không thua ai đâu. Chắc chắn luôn. Đổi cái nón rồi nó quên luôn nha bà con. Có cơ hội ở trong chuồng nó gượt con ngáo chạy vòng vòng nữa. Con Hoàng Châu Cách Cách à không. Con Cách Cách này nó quá trời. Thuộc về cái hàng hàng mấy con mà phi tần độc ác. Tôi liên tưởng tới bà Hoàng hậu ở trong phim. Phim gì ta? Công chúa Bạch Tuyết. À Bạch Tuyết và Bảy Chú Lùng. Mà cái bộ phim đó là của nước Mỹ hay nước gì, nước Anh hay nước Mỹ gì đó. Còn cái nón là của Trung Quốc. Cái này là bị like nha quý vị. Mèo Việt Nam đổi nón Trung Quốc. Đầm thì đầm của Mỹ hay Anh gì đó. Đúng là không có giống ai hết. Kỳ này mới cảm nhận cái nón hơi nặng nặng rồi đó nha. Mỗi khi nó muốn khều thì mình sẽ lấy cây này mình nhữ nhữ nó. Cái tánh của nó háo thắng. Nó lo gượt đồ thì nó sẽ quên đi trên người nó bận cái gì. Nó với cái nón nhìn rất là đẹp. Nhưng mà nó dởm quá. Nhúc nhích chút xíu hay là hơi hơi ngước cái đầu chút xíu thôi là gớt liền. Có cái nón nào mà đội mà ít gớt hay không gớt mình sẽ dắt nó đi chơi. Đội cái nón của Hoàng Châu Cách Cách. Quá êm luôn. Coi coi cái mặt rất là dữ nha quý vị. Bẻ lại coi. Lòi lỗ tai vô rồi. Nhét lỗ tai vô. Nhìn con ngáo nữa. Không có mình ở đây là nó nhảy xuống liền. Hồi bữa nay ngáo dám bước ra dầm là vẽ nữa ha. Chắc thấy bộ đồ đẹp quá. Mà con ngáo này tôi bận đồ cho nó không được nha quý vị. Con mèo mẹ với con ngáo là không thể bận đồ được. Lớ quớ nó vào là chảy máu. Móng tay dài lắm. Chứ hồi nhỏ tới lớn là không có được bận đồ cho nên không quen. Rồi rồi gớt gớt cái nón này. Chỉnh lại coi. Suy đi nghĩ lại. Một con mèo mà chịu ngồi lâu trên cái ghế như con nào vẽ thì chứng tỏ con này nó cũng rất là lì đòn. Nó phải lì đòn nó mới ngồi yên một chỗ. Chứ gặp mấy con mà hơi nhát nhát là đâu có chịu ngồi yên vậy đâu bà con. Nó ngồi chỗ này mà bà con nào mà nhào lên chỗ nó là nó xử liền. Một là phải lì đòn, hai là phải cứng cựa dữ lắm. Mà bận đồ bận quần áo nữa nha. Nó cái nón gặp con khác là nãy giờ cúi gầm cái cổ xuống rồi. Không thèm giỡn đâu. Như con nhọn thế mà đội vô mặt chầm dầm. Con này đội vô mà giỡn với nó nè. Nó giỡn bình thường. Rất là lì đòn. Ngáo dòm nó giờ. Thấy lạ. Sao con này bữa nay đổi màu trời. Hồi đó tôi nói với mọi người là con này giống con khè. Mà khi lớn lên rõ ràng cái nét của nó đâu có giống khè đâu. Con khè miệng mớm, còn nó mỏ hô. Nó rõ ràng ha. Mỏ của nó là cái dạng mỏ nhọn. Cặp mắt con khè mắt xanh, còn cái con này con mắt khác. Nói chung là về cái đường nét là không giống con khè. Nhưng mà cái thần thái của nó rất giống con khè nha. Nhìn con mèo khác hay là cái độ liếc hay là cái, nói chung là cái cử chỉ của nó giống con khè. Chứ cái nét rồi cái sắc đẹp là không có bằng con khè rồi. Mà cũng đẹp trai. Nó gớt cái nón ra là biến thành hoàng tử là nghe quý vị. Hoàng tử mèo nha. Mà cũng có một nét gì đó giống chị Đại nữa. Con này nó giống tập nhàm quá. Là cái bộ đồ ngắn ngủn hay không? Không chừng cái video này là video cuối cùng được bận bộ đồ này. Tôi thấy nó hơi chật rồi đó. Cỡ 3-4 ngày chắc bận hết vừa. Quá trời mau lớn. Hầu như những con mèo hoang, mèo ta rất là mau lớn. Thấy không? Thấy lì đòn không? Ngồi trên cái ghế mà xê dịch nó mà gần té thôi nó cự mình liền á. Nhờ chịu ngồi trên cái ghế mà mình có thể phối tất cả những bộ đồ cho nó. Nó cũng như đổi cái nón này. Gặp mấy con khác mà đổi gì không chịu là bỏ chạy lâu rồi. Đâu chịu ngồi yên trên ghế cho mình phối đồ đâu. Tại vì nó lì đòn. Tội nghiệp không? Làm con trai thì rất là men, rất là ngầu. Mà làm con gái thì kiểu như nó hơi bị biến thái, hơi bị dữ dữ làm sao. Đó đó thấy chưa. Cạp luôn. Đúng rồi cái góc này nè. Cái cặp mắt của nó hay liếc nghe bà con.
tức là cái mặt của nó vẫn ở nguyên vị trí đó mà con mắt của nó hay liếc qua liếc lại, cái kiểu như tao giả bộ không nhìn nhưng tao vẫn nhìn thấy chỗ khác, nó giống con khỉ ở chỗ đó nha quý vị. Và bây giờ tôi đã thành công khi dụ cho nó đội cái mũ hoàng châu cách cách, giờ nó đâu để ý nó đội vịn đầu đâu, nó mình đụng đụng cái nón của nó mới để ý nha, chứ gặp con khế con nhọn con dòi là tôi không có tập được. Con này tập được nè, tại vì nó háo thắng, nó láo cá, thấy không, quên mất đội vịn đầu rồi. Kiểu mà nó sống trong hoàng cung mà tập đội cái mũ này chắc nó đội luôn á nha quý vị. Cái chơi thôi đội quay phim chụp hình làm kiểu chút xíu thôi. Rồi tháo ra cái nón này, đẹp thì đẹp thiệt nhưng mà không bền. Nó chút xíu là sức ra liền nè. Rồi rồi cái nét mặt này là nét của con trai, không thể làm con gái được, làm con gái là bị biến thái liền. Nhưng nó sắp bị thiến rồi, coi chừng sau khi thiến xong nó biến thành con gái đó nha. Mà không biết được đâu, nói chứ mày làm gì làm, đừng có biến thái giống con khè nha mày, bỏ của nha.